bạn nào vô chưa? Chờ một tí xíu nha, coi có bạn nào vào chưa. Giờ không biết là mấy bạn đã Giờ là đúng 9 rảnh giờ chưa? mà. Hồi nãy là em hứa với mấy bạn là 9 giờ thì em sẽ lên quay livestream để mà hướng dẫn cho các bạn. Nếu mà chưa ai vào hết thì mình cũng quay thôi. Tiến Tại hành vì triển giờ cũng khai tối rồi. Hai, chào bạn. quá. Chào Chào em bé Thảo. bạn. Hai hai cục vàng của chị ngủ chưa bé Thảo ơi? Hả? Hai thiên thần nhỏ của chị ngủ chưa? Mà mẹ ở trên mạng nè. Thảo Hai, đúng rồi bé Thảo à. à. Bé Thảo anh nhớ không? Bé Thảo nhà mình đó. Hai, để điện thoại sao có quay nên là không có thấy được. Thảo và Trung chào tất cả mọi người. Chào bé Thư. Về chưa ngủ. Ôi chào Hồng Hạnh. Không có thấy đường luôn, thật sự là xa quá. Thảo bị Với mắt cận mà bị cận của Thảo thì với cái tốc độ này Thảo không thấy gì cả. Thảo chỉ nhìn hình nền và gọi tên thôi. Thảo chào tất cả cả nhà mình ha. Như đã hứa ha, lúc mà trưa hay là sáng này gì đó thì các bạn nói với Thảo á, là do là mùa dịch này á, thì các bạn sử dụng những cái dung dịch cồn á, để kháng khuẩn, dẫn đến cái da tay của mình á, là nó rất ư là bị khô. Thì có cái kem dưỡng nào á, để mà làm cho cái da tay của mình nó mềm mịn lại hay không? Thì Thảo đã hứa với các bạn là tối hôm nay 9 giờ Thảo và anh Trung sẽ lên livestream để mà chia sẻ cho các bạn cái công thức làm kem dưỡng da mà giúp cho da tay mềm ha, hay là kem dưỡng làm mềm da tay á các bạn. Bây giờ Thảo với anh Trung xin bắt đầu nha. Mời anh À, Trung. chào các bạn. Thì bữa nay mình cũng lên mình chia sẻ với các bạn một số cái nguyên liệu để mình điều chế ra một cái dòng kem dưỡng da tay của mình. Thì cái dòng kem này được cái là nó cấp ẩm cho da, nó giữ ẩm cho da được rất là tốt, rất là mịn cho da mình. Thì buổi hôm nay thì Trung với Thảo xin giới thiệu một số cái thành phần để mình điều chế cái kem hôm nay. Thì cái điều đầu tiên á, thì cái nguyên liệu đầu tiên thì mình thì cái nước là nước như là nước tinh khiết cho các bạn, nước tinh khiết. Và cái nguyên liệu thứ hai nữa là cái nguyên liệu mà để dưỡng da của mình là glycerin. Đó, glycerin. Và một cái nguyên liệu thứ ba nữa là cái nguyên liệu làm cho cái nước của mình nó đặc hơn là polymer. Và cái nguyên liệu thứ tư á, mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một cái chất nhũ hóa. Chất nhũ hóa có nghĩa là cái chất này á, nó có chức năng á, là nó làm cho cái nước với lại cái hệ dầu của mình á, nó hòa quyện vào nhau, nó đồng nhất với nhau. Đó, đó là cái chất nhũ hóa Isinox, cái chất nhũ hóa của mình. Và một cái loại dầu để dưỡng da của mình đó, thì mình đang xài cái dầu dưỡng Lanol 99. Thì tất cả các cái nguyên liệu á, như là từ polymer với lại cái dầu với lại cái chất nhũ hóa này á, thì là nguyên liệu toàn hoàn toàn là của Sebit, nhà cung cấp Sebit cho các bạn. Đó là một những nhà cung cấp của Pháp. Và một cái nguyên liệu mình muốn giới thiệu các bạn nữa là cái nguyên liệu Awashi. Cái nguyên liệu này có một cái chức năng rất là ưu việt, nó là nó dưỡng, nó cấp ẩm cho da mình rất là mịn mịn da luôn đó. Và cái Awashi này mà khi mà mình kết hợp với lại cái glycerin á, thì nó sẽ hydrat da của mình đó, hydrat hóa lên và nó làm cho cái da mình nó được chống cái thất thoát mà nước á, và nó giữ ẩm lại cho da mình cực tốt. Và một cái thành phần mà mình muốn giới thiệu nữa là một cái thành phần để cho cái kem mình đó nó được nó giữ lâu á, có nghĩa là mình xài được một thời gian lâu á, da kem nó ổn định á, thì mình xài một cái chất đây là cái chất bảo quản Antimot NBS. Đây là một cái chất bảo quản mà thành phần tự nhiên 100% mà tự không nhiên luôn. paraben cho các bạn, không paraben. Và cái chất bảo quản Antimot NBS này á, là một trong những cái chất bảo quản của nhà cung cấp Nanogen của Hàn Quốc.
Đó, và các bạn có thể là lên mà mình sọc trên cái website của bên nhà cung cấp Nanogen là nanogen.co.kr với các bạn. Bây giờ cái Nanogen thì có thể là các bạn lên sọc và chừng có thể là nhầm cái nhà cung cấp khác. Thì mình giới thiệu luôn cái website để các bạn lên các bạn tìm hiểu. Có gì Thảo sẽ comment bên dưới sau khi mà kết thúc video ha, tất cả các thành phần luôn và những thành phần có thể thay thế. Mình điều chế cái kem này á, thì là cái theo một cái công thức của bên nhà cung cấp của Sexbiz của Pháp á, là cái pha này mình sử dụng là cái hệ lạnh, có nghĩa là mình chỉ trộn những cái nguyên liệu vào nhau thôi, mình không có gia nhiệt cho các bạn. Kem thì mình có hai dạng, có một thứ á, là công thức á, là mình có thể là mình làm hệ lạnh, còn có một thứ á, là mình phải gia nhiệt lên, đó là người ta gọi là hệ nóng. Thì hiện tại thì Trung và Thảo sẽ hướng dẫn các bạn cách điều chế ra một cái loại kem á mà mình không cần phải gia nhiệt, mình chỉ là trộn các cái nguyên liệu mình vào thôi. Đó là một trong những cái sáng chế của bên đơn vị Sexbiz của Pháp cho các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành thực hiện cho các bạn xem các bước, các trình tự mình căn nguyên liệu như thế nào để các bạn nắm được cái cách mình làm. Xin phép anh Trung Thảo nói lại một tí nha. Anh Trung nói thì Thảo không biết là mấy bạn có hơi có dễ nghe hay không ha, dễ hiểu hay không á, thì Thảo cũng xin lặp lại một tí xíu. Có nghĩa là hiện tại á là mình có hai công nghệ mấy bạn. Một là công nghệ nóng và một công nghệ lạnh. Công nghệ nóng thì Việt Nam của chúng ta đã sản xuất từ xưa tới giờ rồi. Từ cái thời mà ông bà của chúng ta từ rất là nhỏ đến khi mà từ hồi Thảo rất là nhỏ tới bây giờ là vẫn giữ cái hệ mà hệ nóng. Có nghĩa là mình phải nung lên bằng nhiệt độ rồi sau đó mới trộn lẫn vào nhau. Và một cái công nghệ mới nhất mà năm 2018, cuối 2018 đầu 2019 thì Sexbiz của Pháp có nghiên cứu ra đó là công nghệ lạnh. Công nghệ lạnh là như thế nào? Đó là chúng ta không dùng nhiệt, chúng ta có thể sử dụng tất cả những nguyên liệu ở đây trộn vào nhau để khuấy, nhưng mà nó có một độ an toàn rất là cao. Đó là tại vì những cái công nghệ nóng bắt buộc các bạn phải sử dụng nguyên liệu khác. Còn những công nghệ lạnh các bạn phải sử dụng nguyên liệu khác. Do đó khi mà các bạn mua những cái thành phần như thế này á thì các bạn phải hỏi rõ cái nhà cung cấp của mình đó là mình sử dụng được cho công nghệ lạnh hay là công nghệ nóng. Nếu mà người ta nói là cái chất đó là chất làm mềm da chẳng hạn, nhưng mà nó chỉ sử dụng cho công nghệ nóng thì tuyệt đối chúng ta không đem về để mà sản xuất và sử dụng cho công nghệ lạnh. Công nghệ lạnh á thì đa phần tất cả những cái sản phẩm á, những cái nguyên liệu á là nó rất là đắt tiền, nó đắt tiền hơn cái công nghệ nóng. Nhưng mà cái quá trình mình làm á là rất là dễ, nhất là đối với lại những chị em phụ nữ á mà cảm thấy là mình mua kem bên ngoài á, bây giờ kem trộn đồ nhiều quá, mình cảm thấy là không an toàn thì mình có thể sử dụng công nghệ lạnh này để mà về điều chế để sử dụng trong gia đình thì nó vừa an toàn mà vừa dễ sử dụng nữa. Và nhất là đối với công nghệ lạnh thì hầu như tất cả các sản phẩm á nó sẽ chiếm tới 96% trở lên là hoàn toàn tự nhiên. Nó chỉ còn á 0,5% còn lại á đó là những chất bảo quản ở trong phần kem. Nhưng mà như anh Trung đã chia sẻ cái phần trăm mà chất bảo quản đó thì bảo quản đó nó cũng là chiết xuất từ thực vật và hoàn toàn tự nhiên. Nên là cái công nghệ lạnh này là một công nghệ rất là tiên tiến và nó Thảo theo Thảo về dự đoán á thì xong mà tương lai sau này á thì công nghệ này nó sẽ chiếm thị trường và đứng vào hàng đầu luôn á các bạn. Hiện tại là những cái hãng lớn, hãng kem lớn trên thế giới là bắt đầu chuyển từ công nghệ nóng sang công nghệ lạnh hết hoàn toàn rồi. Thì Việt Nam của mình cũng đang từng bước á, những cái nhà sản xuất của mình từng bước cũng chuyển sang bên đó. Và tương lai là nhà nhà đều biết sử dụng hết, nhà nhà đều biết điều chế hết. Mình cũng chia sẻ thêm thì cái công nghệ lạnh nó được có một cái ưu điểm là cái gì? Có nghĩa là mình điều chế nó nhất là nó tiết kiệm, có nghĩa là mình không cần phải gia nhiệt và mình phải tốn điện như các bạn. Và thứ hai nữa là cái Tiết kiệm là tiết kiệm điện á, ý anh nói vậy đó. thứ hai nữa là mình điều chế Rất là nó dễ, nhanh hơn. rất là dễ làm nữa. Nếu mà giờ mình gia nhiệt thì bắt buộc mình phải có một cái thời gian mình gia nhiệt những cái sáp á, nó hoàn toàn nó từ thể rắn hủy lỏng á, thì mình mới lúc đó mình mới đồng hóa được. Còn những cái công nghệ lạnh này thì mình chỉ cần trộn những cái nguyên liệu mình theo đúng cái tỷ lệ, và thứ hai nữa là mình khuấy theo đúng cái thời gian của các nguyên liệu đó, là mình sẽ ra một cái thành phẩm mà thứ nhất là nó dưỡng da rất là hiệu quả, và đặc biệt là nó rất an toàn cho mình.
Thì những cái nguyên liệu ở đây thì Trung đã giới thiệu rồi. Hiện tại bây giờ Trung sẽ tiến hành mình thực hiện các bước mình căn nguyên liệu như thế nào. Các bạn có gì các bạn xem để mình triển khai cho nó mình biết cách làm các bạn. Thì điều đầu tiên thì Trung sẽ căn cái Trung điều chế một cái cốc có cái dung tích là 100 ml để mình ở nhà mình các bạn có thể là các bạn mình thực hiện với một cái số lượng nhỏ trước. Sau này thì mình đã làm thành thục rồi thì các bạn sẽ mình sẽ điều chế với một cái số lượng lớn hơn. Và mình cũng xin chia sẻ là các bạn là mình điều chế handmade như thế này là mình để mình xài cho mình và các Cho bạn gia đình thôi nha các bạn. cho bản Đây thân là mình những thôi. cái mà Thảo hướng dẫn, Thảo với anh Trung hướng dẫn là chủ yếu là mình sử dụng trong gia đình của mình thôi. Bạn nào mà có muốn khởi nghiệp về ngành mỹ phẩm và muốn biết cách điều chế như thế nào để ra được một cái công thức kem mà hoàn chỉnh và được Sở Y tế, Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường thì cứ liên hệ với Thảo. Thảo sẽ dạy hoàn toàn miễn phí. Thảo xin cam kết là sau khi Thảo hướng dẫn xong là các bạn sẽ 100% biết cách điều chế và đưa cái sản phẩm đó đi ra ngoài thị trường một cách an toàn luôn và được chứng nhận của Sở Y tế cấp phép luôn ha. Rồi bây Dạy giờ hoàn toàn miễn phí nha, yên mình tiến hành triển khai luôn cho các bạn. Thì mình điều chế với một cái dung tích là 100 ml. Thì nước cắt của mình thì mình căn bây giờ Trung sẽ chia làm hai pha. Pha A thì mình là cái cốc A thì mình căn thứ nhất là mình căn cái nước glycerin và cái polymer cho các bạn. nước Đây là cái pha lạnh. glycerin với polymer ha. Nước đó là nước này là nước trong phòng thí nghiệm của bên Thảo, nước này là nước cất để sản xuất kem kem của mình luôn á. Nhưng mà nếu ở nhà các bạn không có nước này á, một là các bạn có thể mua từ những cái chỗ mà bán nguyên liệu mỹ phẩm. Còn nếu mà để đơn giản hơn thì các bạn có thể sử dụng nước tinh khiết hoặc là nước mà trong cái vòng mà nước lọc của mình á là vẫn được ha. Các bạn mình trước khi mình làm á mình cũng những cái cốc mà hoặc là những cái ly á thì Trung đã mình sử dụng cái cồn á mình vệ sinh trước cho các bạn. Cồn 90 độ Rồi nha hai các nữa là bạn. mình lấy cái nước á mình cũng tráng sơ cái nước cốc nước cắt của mình cho các bạn. Vệ sinh tất cả các dụng cụ bằng cồn 90 độ nha. Khi mà tiếp xúc với cồn 90 độ á, tốt nhất là các bạn nên đeo khẩu trang và đeo bao tay nha. Còn những bạn mà làm trong phòng thí nghiệm á, sử dụng cái lưu lượng lớn thì nhớ đeo mắt kính nha các bạn. Bây giờ mình hồi nãy Trung định điều chế 100 ml thôi nhưng mà giờ Trung làm 200 ml cho nó số lượng nó lớn hơn một chút để mình cái khuấy mình nó dễ hơn. Thì Trung căng cái nước của mình á thì tại vì cái chất nhũ hóa mình có cái công năng của mình của nó thì ở tỷ lệ nước thì tầm cỡ 75 đến 77% cho các bạn. Thì mình căng nước là 77%. Rồi tiếp đến là mình căng glycerin. Glycerin mình căng thêm là 3%. 3% nha các bạn. Glycerin thì các bạn nên mua cái glycerin thực vật của Malaysia ha. Cái gốc glycerin nó lên tới 99,99% là thực vật nha các bạn. Glycerin đó là an toàn nhất và hiệu quả nhất, thậm chí là mình có thể sử dụng chay vẫn được. Nhiều bạn hỏi Thảo glycerin này mua ở đâu, nhiều chỗ bán lắm. Chủ yếu là các bạn hỏi thử là mình á là glycerin này có phải là glycerin thực vật hay không và nó là nguồn xuất xứ của nó là ở đâu. Bên Thảo thì sử dụng của Malai ha. Khi mình căng 3% glycerin đó thì tức là mình căng 6 gram nha các bạn. Mình đang điều chế là ở một cái cốc là 200 gram. Mình căng 3% đó là 6 gram. Cho Và mình glycerin vào nước khuấy khuấy tan lên nha. cho các bạn, mình khuấy tan lên. Khi mà glycerin này nó tan trong nước rồi đó, rồi bước kế tiếp đó là mình căng cái polymer. Mình căng polymer nha các bạn. Cái polymer này thì nó có cái công năng là nó sẽ làm dày, làm đặc cái hệ nước với lại glycerin mình mới vừa khuấy tan. Thì ở đây Trung sẽ căng với một cái hàm lượng polymer đó là 1,2%. 1,2% của trong 200 gram.
thể giới thiệu sơ polymer, anh sử dụng polymer loại nào không? Của công À, ty hiện nào? tại thì mình xài một cái polymer là Cepinot EMT10. Là cái polymer này là của nhà cung cấp Cepit luôn nha các bạn, Cepit của Pháp luôn. Sẽ Các biết chấm bác các cơm bạn hả? có gì các bạn lên cái trang cepit.com đó, thì các bạn sẽ có những cái nguyên liệu trên đó, thì các bạn cứ tìm hiểu. Đa phần nguyên liệu của bên Thảo là đều nhập từ Cepit. Hơn 70% nguyên liệu là từ Cepit. Cepit của Pháp ha. Trang web là cepit.com. Cái đường link đó thì hôm qua Thảo có để rồi á, tí nữa Thảo sẽ chia sẻ lại cho những bạn mà hôm qua chưa có coi á thì hôm nay sẽ coi. Các bước thực hiện á là đầu tiên là mình cân nước ha. Nước 77% nè, rồi sau đó tới glycerin và kế tiếp á là 1,2 Phần trăm cái polymer phần nha các trăm bạn. polymer nha. Đây là cái pha. Hồi nãy Trung có hướng dẫn các bạn là mình cân pha vào một cái cốc, thì bao gồm nước, glycerin và cái đó là polymer. Thì cái polymer này nó sẽ mình khuấy lên. Polymer này thì nó hơi khó tan một tí xíu. Nếu mà các bạn làm ở nhà mà không có những cái dụng cụ hỗ trợ á, thì chịu khó khuấy tay giúp Thảo. Khuấy khi nào mà ba cái nguyên liệu đó nó đồng nhất với nhau, nước, glycerin và polymer là đồng nhất với nhau thành một thể trong suốt. Có một mẹo á, là các bạn có thể làm được, đó là các bạn dùng cái máy đánh trứng bằng tay á, các bạn đánh thì nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà có một cái nhược điểm khi mà mình dùng máy đánh trứng, đó là nó dễ lên bọt khí. Nên đối với lại những cái bạn nào mà làm bánh kem á, biết cái thủ thuật làm sao để không lên bọt khí á, thì điều chế cái này là nhất luôn nha. Rất là dễ làm. Còn ở đây á, là để cái buổi livestream của mình cũng 9 giờ mấy rồi thì trễ á, do đó nên là Thảo sẽ dùng một cái máy khuấy. Máy khuấy này là dành cho phòng thí nghiệm để mình khuấy nhanh hơn. Nhưng mà ở nhà thì các bạn có thể khuấy tay. Khuấy tay thì tầm 10-15 phút thì nó cũng tan thôi, nếu mà các bạn khuấy mạnh một tí. Hoặc là có thể sử dụng máy đánh trứng như là Thảo nói ha. Thật ra là những cái dụng cụ mà trong nhà bếp của mình á là rất là hữu hiệu và rất là ok nha. Các bạn Nếu mà mình biết cách khuấy sử cái dụng. polymer cho nó tan cái hoàn toàn là trong cái dung dịch nước với lại glycerin hồi nãy nha các bạn. Nhớ là thành một thể thống nhất với nhau, đồng nhất với nhau luôn á, tan hoàn toàn luôn á. Khi mà cái polymer này tan á, thì mình sẽ có một cái dung dịch nó rất là đặc. Anh Trung đang khuấy ha, thì cái máy khuấy này là dạng máy khuấy phòng thí nghiệm để hỗ trợ mình khuấy nhanh hơn. Nhưng mà ở nhà chị em phụ nữ mình vẫn khuấy tay được nha các bạn, vẫn khuấy tay được, nhưng mà cái thời gian khuấy thì lâu hơn một tí xíu. Hoặc là mình có một cái thủ thuật, đó là bạn nào mà có máy đánh trứng á, thì cứ lấy ra đánh thôi. Mình khuấy cho cái polymer này nó tan hoàn toàn nha các bạn. Khi mà nó tan hoàn toàn thì nó sẽ đặc lại á, và nó không còn cái lớp trắng trắng nữa. Tại vì polymer của mình khi mà chưa tan á, thì nó là những cái chất bột màu trắng, và khi tan hoàn toàn á thì nó giống y như là một cái nền kem vậy các bạn. Nó giống như là một cái nền kem rồi, nhưng mà chưa có hoạt chất mà thôi. Đây các bạn thấy hồi nãy cái dung dịch mình giờ rất là đặc luôn. Anh Trung có thể múc một miếng cho mấy bạn coi á, dơ Đây xa các ra bạn. được không? Dơ gần gần phía trước cho mấy bạn Để coi được cho không? nó tan một chút nữa là nó được đặc luôn. Cái này vẫn còn một tí xíu nữa, có thể là mình khuấy thêm một tí nữa để nó tan hoàn toàn. Các bạn khuấy cho cái polymer nó trương nở hoàn toàn trong cái nước với glycerin này cho các bạn. Bữa anh Trung làm tay thử, anh Trung khuấy tay khoảng bao nhiêu phút anh hả? Bữa Nếu mình mà làm mình tay thử khuấy tay á, mà mình khuấy mạnh nha các bạn, chứ phải làm nhẹ như Trung thì dùng có cái thể máy đánh là trứng khuấy thật mạnh nào. cái thời gian nó sẽ nhanh hơn. Cái này mà bạn nào mà biết làm bánh là tuyệt vời luôn, làm rất là nhanh. Nếu mà có máy đánh trứng tay hay là máy đánh trứng mà dùng điện để mà đánh á là cực nhanh luôn, nhanh hơn cả cái máy này của Thảo luôn. Nhưng mà nhớ dùng máy đánh trứng thì các bạn cẩn thận cái bột khí ha. Các bạn phải để cái máy đánh trứng á, nó ngập vào chứ không là nó sẽ có bột khí xuất hiện. Còn đánh tay á thì hơi lâu một tí, hơi mỏi tay một tí, nhưng mà nó lại ok hơn.
hoàn toàn rồi. Cái dụng dịch này của chúng ta chỉ mới có 3 thành phần thôi nha, 3 nguyên liệu thôi. Và những nguyên liệu cũng khá rẻ tiền chứ không mắc lắm đâu. Có nhiều bạn inbox Thảo nói là người ta bán glycerin á, rất là cao, 1 kg tới mấy trăm ngàn. Nhưng mà thật ra cái glycerin là một trong những cái nguyên liệu mà rẻ nhất mà Thảo biết. Nó chỉ có mấy chục ngàn 1 kg thôi. Nếu mà các bạn mua khoảng 100g á thì nó chỉ tầm mấy ngàn đồng thôi. Nếu mà mình mua giá sỉ, còn nếu mà mua lẻ thì khoảng chừng mười mấy ngàn thôi là hết cỡ rồi. Đó các bạn, cái dung dịch mà polymer khi mà trương nở hoàn toàn trong nước á, thì nó sẽ đặc như thế này các bạn. Anh Trương cho em mượn đi, em cho mấy bạn coi. Cái nền kem nó tựa như là một cái nền kem. Nó là một nền kem rồi đó các bạn. Các bạn thấy là nó sệt, nó thấy như không? Là cái kem nước ngoài như các bạn. Nè. Nó đã đặc như vậy rồi á, mình vũ vũ xuống nè ha. Nó rất là đặc. Và nó rất là đẹp ha. Nè các bạn thấy không? Rồi, thôi được rồi. Rồi cái này thì cái này là mình làm cái pha đầu tiên là pha pha thì bao gồm nước cất, thứ hai nữa là glycerin và thứ ba nữa là cái polymer, ba thành phần, ba polymer thì mình khuấy lên hòa tan, thì mình để một cái cốc A đây cho các bạn. Và polymer kế tiếp là, á, là mình sẽ căng cái chất nhũ hóa, chất nhũ mình gọi là cái chất nhũ hóa thì nó nghe cái từ gọi là hơi chuyên môn một chút, nhưng mà cái chất nhũ hóa thực ra mình các bạn dễ hiểu á, là cái chất, tại vì trong cái kem của mình á, nó vừa gồm cái nước mà vừa gồm cái dầu, thì để nước và biết mà nước với dầu á thì nó sẽ không có tan vào nhau được. Giống như các bạn lấy cốc nước mà các bạn đổ dầu lên vậy đó, cái chất nhũ hóa này nó có cái chức năng á là nó sẽ làm cho nước và dầu của mình nó tan vào nhau, là như vậy thì mình gọi là cái chất nhũ hóa, nhũ hai cái đó thì nó tan, gọi là một cái chất giúp cho cái dầu và nước tan vào nhau. Bây giờ mình sẽ căng cái chất nhũ hóa cho các bạn. Thì cái chất nhũ hóa isinox này là cũng là một trong những cái nguyên liệu của Cepit. 70% nguyên liệu của bên Thảo là nhập từ Cepit của Pháp ha. Cái tỷ lệ mà mình căng cái chất nhũ hóa này là 2.5, với 200g là mình căng nó là 5g nha các bạn. Các bạn nhớ là mình lấy máy tính ra mình tính á, mình có một cái căng á, tí nữa Thảo sẽ ghi lại công thức cho mấy bạn. Mình căng cho nó đúng cái tỷ lệ nha các bạn, mình chế từ từ thôi. Rồi mình chế 5g cái chất nhũ hóa. Và cái đó thì mình xin giới thiệu các bạn một cái chất nữa, là một cái đó là cái nguyên liệu là dầu. Hồi nãy mình nói là bây giờ là nhũ hóa thì dầu thì có chức năng là nó sẽ làm nó làm mềm da mình, nó dưỡng da mình đó các bạn. Thì đây cũng là một trong những loại dầu mà từ thực vật ha. Và dầu này rất là an toàn. Bình thường ở Việt Nam của mình á thì các bạn hay thấy là người ta hay sử dụng dầu khoáng á để làm mềm da á. Thì cái dầu này thay thế là dầu khoáng. Dầu khoáng thì nó cũng có những cái tác hại gây hại cho da như thế nào thì các bạn có thể lên mạng search, thì nó cũng có hàng đóng ra những cái dữ liệu về cái dầu khoáng. Thì bên mình không sử dụng dầu khoáng mà bên mình sử dụng dầu tự nhiên. Thì dầu này cũng của Cepit luôn ha. Mình căng cái dầu này với một cái tỷ lệ là 7% của 200g nha các bạn, là tức là các bạn căng 14g. Dầu này rất là mịn da và rất là an toàn. Và đối với lại những cái bạn nào mà da bị hư tổn á, hoặc là cần thải độc da á, thì đây cũng là một trong những cái dầu mà giúp chúng ta thải độc da cũng khá tốt. Mình gọi cái chất nhũ hóa với lại cái dầu mình mới vừa căng á, mình gọi là cái pha bơi. Các bạn mình căng vào một cái cốc bơi nha các bạn. Đó, và mình khuấy lên. Chất nhũ hóa thì có hai loại nha các bạn. Chất nhũ hóa là tan trong nước và chất nhũ hóa tan trong dầu. Chất nhũ hóa này thì bên Thảo sử dụng chung với dầu nha. Cái chất nhũ hóa này thì trên thị trường hiện tại bây giờ mỹ phẩm thì nó có hai dạng. Một cái hệ là
hệ kem dầu và một cái hệ là hệ kem nước. Thì kem dầu, kem nước có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn sử dụng cái hệ nhũ hóa nước trong dầu thì nó sẽ ra là kem dầu. Còn các bạn sử dụng cái hệ nhũ á, mà dầu trong nước á, thì nó sẽ ra cái kem á, là kem hệ nước. Đó, Cái nó công là như nghệ vậy. này là Hàn Quốc cực kỳ ưa thích luôn á. Tất cả những bạn mà ở Nhật và Hàn Quốc đều rất là ưa thích cái dầu trong nước này ha. Tại vì nó giúp bổ sung nước rất là cao và giữ ẩm, nhất là vào ban đêm. À, bây giờ Trung sẽ tiến hành là cái cốc A nãy mình khuấy là nước glycerin với lại polymer á. Bây giờ các bạn mình Nếu mà không có máy khuấy thì các bạn có thể đổ từ từ vào ha, rồi khuấy lên, nhớ rồi là đổ bây từ từ giờ thôi. cái cốc B dầu và chất nhũ hóa các bạn mình chế từ từ vào nha các bạn. Và các bạn cũng nhớ là khi cái cốc A mình cũng khuấy nhẹ thôi, mình khuấy từ từ thôi nha các bạn. Cái này mình đừng bỏ vô máy đánh trứng nha, bản này mình dùng đũa mình khuấy Mình từ từ là lấy được cái rồi. muỗng á, muỗng sạch sẽ nha các bạn. Mình sát khuẩn bằng cồn trước. Nói chung là tất cả các dụng cụ mà các bạn dùng để điều chế ra một cái mỹ phẩm á, thì dù là làm handmade thì các bạn cũng vẫn phải là mình Vệ sinh qua vệ sinh cồn. sạch sẽ, rồi mình vệ sinh bằng cồn. Đầu tiên là các bạn đem những dụng cụ về rửa qua xà bông ha, để mà cho sạch. Sau khi sạch xong, các bạn dùng cồn để mà vệ sinh lại, và tốt nhất sử dụng cồn từ 90 độ đến 96 độ. Cồn này nó có cái tính sát khuẩn cực cao, và khi sử dụng cồn á, từ 90 độ trở lên như thế này á, là các bạn nên sử dụng bao tay. Thậm chí là nếu mà mình không sử dụng quen thì mình nên đeo khẩu trang á, và có kính bảo hộ nếu mà các bạn làm ở phòng thí nghiệm. Nhưng mà cồn 90 độ là diệt khuẩn rất là tốt. Theo cái khuyến cáo bên của đơn vị nhà cung cấp xe buýt á, thì khi mình đổ cái chất nhũ hóa với lại cái dầu á, cái là cái cốc B vào trong cái cốc A, thì các bạn khuấy, cánh khuấy nhẹ nhàng, mình làm từ từ. Để gì? Cái Ở nhà mình dùng nhũ cái hóa, tại vì muỗng á, mình cái nhũ khuấy hóa là đây được là rồi. mình sẽ đang sử dụng cái hệ nhũ là nước trong dầu, cho nên các bạn khuấy nhẹ nhẹ để khi mà nước nó sẽ nhũ vào dầu. Nếu mà mình khuấy, mình không biết mình khuấy nhanh quá thì nó lại có cái trường hợp là nó sẽ bị nhũ hóa ngược, là dầu trong nước nha các bạn. Một là nhũn hóa ngược, hai là nó có khả năng là nó bị gọi là lờn cợn, nó giống như là tách lớp vậy á. Nên là này mình làm tay á, khuấy tay thôi. Còn ví dụ như mà bạn nào mà có nhu cầu khởi nghiệp về ngành mỹ phẩm thì nhớ nhấc máy lên alo cho Thảo hoặc là chat Zalo ha. Thảo có những cái khóa học hoàn toàn miễn phí luôn, không có tính phí các bạn, để mà các bạn có thể điều chế ra được một cái công thức hoàn chỉnh và được sự công bố của Sở Y tế tại những cái địa phương của các bạn, của Bộ Y tế á, để mà bán lưu hành trên thị trường. Còn ở đây á, thì Thảo chỉ hướng dẫn các bạn là sản xuất như thế này là để ở nhà sử dụng thôi. Cái này mình chỉ làm Cũng thú handmade, vị mình làm ha, handmade và có nghĩa là mình mình xài tự làm và tự sử dụng rất là thú vị. Hồi xưa mà Thảo còn là sinh viên á, Thảo rất thích những thứ này. Lúc mà mình còn ở trọ trên thành phố là mình cũng thích mua về tự làm ở nhà trọ như thế. còn các bạn mình khi mà mình để mình ra một cái sản phẩm mà ra được cái thị trường, ra đến tay người tiêu dùng á, thì điều đầu tiên là các bạn phải có đủ cái một cái nhà máy và đủ điều kiện để mình sản xuất mỹ phẩm. Mà nó còn nhiều yếu Và tố khác kế nữa. tiếp đó thì mình phải làm một số cái yếu tố về đủ cái điều kiện mà mình được phép cái lưu hành cái sản phẩm mình bán ra thị trường cho các bạn, thì lúc đó mình mới được bán. Còn hiện tại thì Trung với Thảo chỉ giới thiệu các bạn là làm handmade. Làm ở Làm nhà handmade là thôi. mình làm để mình biết được là những cái nguồn nguyên liệu của mình mình sản xuất đó, là mình biết được là cái rõ Nguồn ràng gốc cái nguồn xuất gốc xứ ha. và cái chất lượng của nguyên liệu của Mình sản biết là mình là sử như dụng vậy. nguyên liệu nào nè, rồi mình biết là cái nguyên liệu đó nó có an toàn cho mình hay không, rồi mình sử dụng nó thì mình cảm thấy là rất là tự tin đúng không? Còn hiện tại bây giờ là kem á thì trôi nổi trên thị trường rất là nhiều, chưa kể là những cái hàng mà ở nước ngoài về nhưng mà người ta lại làm giả ở Việt Nam. Nói chung là bây giờ là hàng giả, hàng nhái rất là nhiều, kèm theo những cái hàng mà trôi nổi hoặc là hàng có những cái côty ít, những cái nguyên liệu mà kém chất lượng. Nên là nếu mà mình tự biết làm và tự biết nghiên cứu như thế này cũng rất là tốt ha. Thì mình chia sẻ một số cái kiến thức cơ bản á, thì thực ra thì để hình thành lên một cái nền kem
thì điều đầu tiên là mình có một cái chất nền, và cái thứ hai nữa là cái chất nhuận hóa, và thứ ba nữa là cái dầu dầu mình sử dụng đó, và thứ tư nữa là các hoạt chất. Các hoạt chất thì ở đây thì có những cái hoạt chất ví dụ như là hoạt chất là dưỡng da như là các vitamin E, hay là những cái hoạt chất mà làm trắng như là arbutin, hay là trị nám như glutathione các bạn, hoặc là có enzyme Q10, thì đó là những cái hoạt chất mà Vitamin B5 nhiều nó lắm. dưỡng da cho mình. Hai nữa là nó ngăn chặn, nó làm giảm cái quá trình mà hình thành sắc tố melanin làm cho da mình đen á, có nghĩa là về càng lớn tuổi thì cái melanin nó sẽ càng cao, thì bây giờ là cái da mình nó sẽ càng Dễ bị nám đó. bị hư đó các bạn. Thì những cái hoạt chất này nó có cái chức năng đó là nó làm giảm đi cái quá trình đó, và đồng thời là nó giúp cho cái da mình nó được mịn màng hơn, nó dưỡng da các bạn tốt. Và thực ra thì Thảo với anh Trung á cũng đang viết một cuốn sách để cho các bạn hiểu về những cái sản phẩm trên thị trường như là nguyên liệu về nám, nguyên liệu về mụn hay là giữ ẩm cho da là như thế nào, và những cái công thức để mà mình có thể tự sản xuất ở nhà và mình có thể mua nguyên liệu đó từ đâu. Thì Thảo hy vọng á, là cuốn sách đó Thảo sẽ sớm viết mau, và sau khi mà Thảo viết xong, cho in xong thì Thảo sẽ gửi tặng các bạn nào mà có nhu cầu. Đương nhiên Thảo sẽ không bán cái sản phẩm đó ở những cái giai đoạn đầu tiên ha, thì Thảo sẽ tặng hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Nên đến khi nào mà bên Thảo với lại nhà xuất bản á mà hợp tác với nhau mà để hoàn chỉnh cuốn sách đó á, thì Thảo sẽ khoe với các bạn và Thảo tặng các bạn hoàn toàn miễn phí. Thì trong đó nó sẽ hiểu là thế nào là skincare, những bước skincare cơ bản của mình như thế nào thôi, Việt Nam mình thôi, mình không có cần phức tạp quá, mình chỉ cần hiểu những cái nào mà cơ bản thôi, và những cái nguyên liệu nào để giúp dưỡng ẩm nè, hay là trị mụn, trị nám, hoặc là những bạn mụn á thì làm thế nào để hết mụn, hay là những bạn nám thì làm thế nào để giảm nám, rồi có những cái công thức để mà áp dụng gia đình. Và đương nhiên cuốn sách đó Thảo cũng chỉ dành cho những bạn mà những phụ nữ của trong gia đình của mình thôi. Cái này là Thảo nghiên cứu cũng rất nhiều năm rồi, cũng mười mấy gần 20 năm rồi đó. Từ thời sinh viên tới bây giờ Thảo mới viết được cái cuốn sách đó nha. Ngày xưa là mình học hóa nên là mình cũng thích những cái này lắm. các bạn khi mà mình đổ cái pha bơi, cái cốc bơi vào trong cốc A thì các bạn mình khuấy thật là đều cho các bạn. Anh Trung khuấy xong cho em khoe cái nền kem với lại mấy Rồi bạn tí nha. khi mà các bạn khuấy thật đều á thì cái nền kem mình nó đã ra ra thành một cái nền kem Đây. rất là đẹp luôn. Như một cái da ua luôn đó nha. Nè, các bạn thấy không? Cái này là Thảo làm á, nó chỉ vừa sệt thôi ha. Đẹp lắm các bạn, như là da u của mình luôn á, không biết làm sao để các bạn thấy rõ, tại vì cái ánh sáng đèn và Thảo nó hơi sáng á. Nhưng mà nếu mà thấy ở bên ngoài á thì nó đẹp lắm. Như cái da u của mình ăn á, các bạn tưởng tượng mà da u như thế nào á là y như vậy luôn. Cái lần đầu tiên á mà Thảo với anh Trung và những cộng sự của mình á bên Xét Biết qua mà để điều chế ra cái nền kem này nè, vô tình đem về nhà thì bé Gia Hân với bé Na tưởng là da ua sữa chua, tí xíu nữa là bay vô ăn rồi. Đây là một trong những Rất là cái đẹp. hệ lệnh mà và một trong những cái hệ lệnh mà mình thấy cái nền kem nó rất là đẹp các bạn. Đẹp Từ lắm. cái nền kem này thì tùy theo các bạn thôi, thì mình có thể là bỏ những cái thành phần mà những cái nguyên liệu, những cái hoạt chất Đây nó là dưỡng hoàn ẩm toàn cái nền kem rồi đó. thêm Thật ra đó. là giữa cái nền kem này á, là chúng ta bôi lên da là nó đã giữ ẩm, là đã mềm da rồi. Tại vì sao? Nó đã có dầu là mềm da rồi, nó đã có glycerin là mềm da rồi. Nó cũng là một nền kem hoàn hảo rồi khi mà chúng ta chỉ dưỡng da đơn thuần. Nhưng mà bây giờ Thảo với anh Trung sẽ thêm một vài hoạt chất nữa để giúp cái quá trình á mà làm mềm da và cắt ẩm, giữ ẩm cho da tay á nói riêng ha, là nó sẽ được hoàn hảo hơn, hoàn chỉnh hơn. Và cái bước kế tiếp á, khi mà các bạn đã mình đã khuấy đều cái cốc B vào trong cái cốc A là đã ra được một cái nền kem cực đẹp luôn nha các bạn. Và đặc biệt là cái nền kem này đã có dưỡng ẩm rồi, nhưng mà để Như vậy là cho sử cái dụng được rồi đó. kem của mình á, nó chất lượng hơn, Đúng và rồi. hai nữa là nó hiệu quả hơn á, thì Trung có xài một hoạt chất cũng của bên nhà cung cấp Xét Biết, và cái hoạt chất đó là có cái tên là Awashi. Awa là chữ nước đó các bạn. Awashi Awa chữ nước á.
Si hay là viên chữ y dài L các bạn luôn. có thể lên, các bạn lên, các bạn sọt chữ Awa, Awa-si. Tí Đó nữa Thảo thì sẽ ghi lại hết tất cả công thức và tên nguyên liệu cho các bạn kiểm tra cái Awa-si này thì mình xài tỷ lệ là 1.5 nha các bạn, 1.5 trên cái dung tích hồi nãy mình điều chế là 200 g, tức là mình các bạn căn 3 g nha các bạn. theo như là tài liệu mà bên Sát Biết nghiên cứu á, là nếu mà Awaci ở tỷ lệ 1.5 kết hợp với Lysorin ở bước đầu mà 3% á, nó đem lại hiệu quả giữ ẩm cực cao, phải nói là đem lại hiệu quả tốt nhất luôn, và không có một sản phẩm hay là hoạt chất nào á mà hiện tại có thể thay thế. Đó là cái nghiên cứu và nghiên cứu chung ở trong công ty thôi ha, nghiên cứu nội bộ á. Cái Awaci khi mà nếu mà các bạn sử dụng cái dưỡng ẩm glycerin thôi á thì nó đã dưỡng ẩm, Đúng rồi. nhưng mà nếu như các bạn kết hợp glycerin với tỷ lệ 3% mà mình kết hợp với lại là 3% 1,5% Awaci thì cái Awaci thì nó sẽ làm cho mình cái hydrat hóa lên, có nghĩa là nó cái Awaci này nó có chức năng là gì, nó giữ ẩm, nó chống cái thoát nước của mình, giữ ẩm cực tốt nha các bạn. Và đặc biệt là nó có hiệu quả mình thấy rõ ràng luôn á, là trong hiệu 8 quả giờ đồng rõ hồ luôn, rệt luôn á. 8 giờ đồng hồ nha các bạn. Sau khi các bạn sử dụng ban đêm á, các bạn ngủ một đêm thôi, vậy là thấy tay của mình á nó mịn biến đổi rõ rệt luôn với một tỷ lệ như vậy, và nó cực kỳ là an toàn hết. Đó là những cái sản phẩm mà rất là tự nhiên hết, hoàn toàn tự nhiên. Thảo nói rồi, công ty Thảo là nhập đa phần là của Xe Bít của Pháp thôi, tại vì nguyên liệu của nó mặc dù rất là đắt tiền nhưng là nó đem lại cái hiệu quả cũng như là cái tính lành tính rất là cao, và Thảo rất là hài lòng với nó. Bên mình á thì cải tiến sản phẩm liên tục, tại vì á Thảo thì rất là thích nghiên cứu nên là Thảo cứ nghiên cứu, và Thảo và anh Trung với lại những cộng sự của mình á thì thay đổi liên tục, cải tiến liên tục. Và hy vọng á, là cái sản phẩm sau của mình cải tiến xong á, là nó sẽ hoàn chỉnh hơn, an toàn hơn và giúp cho da của mình nó tốt hơn. Các bạn khuấy trong vòng 5 phút cho các bạn. Khuấy tay thì các bạn cũng khuấy cỡ 5 phút là được rồi. Cái này là mình đang chỉnh ở chế độ khuấy tay rất là nhẹ thôi. Tại vì ở đây á, nãy giờ anh Trung không có chuẩn bị cái muỗng để khuấy á, nên ảnh dùng cái máy này. Nếu mà các bạn muốn đặc hơn á, thì hồi nãy cái thành phần mà polymer á, các bạn có thể cho tỷ lệ cao hơn một tí. Nhưng mà đối với lại kem làm mềm da tay á, hoặc là kem dưỡng body nói chung á, thì mình cũng đừng có nên làm đặc quá. Cái kem này khi mà các bạn xức vô là nó mát lạnh luôn á, giống y như là mình để da u trong tủ lạnh lấy ra, đắp lên, thích lắm. Mà thật sự thì khi mà Trung điều chế cũng rất là nhiều loại kem rồi, nhưng mà cái kem hệ lạnh này mà khi mà mình thấy nó ra, khi mà ra thành phẩm á, mà thật sự là y như da u luôn nha các bạn, cực đẹp luôn, Y như da u luôn, y đẹp da u. lắm. Da u mà lúc mà mình mới nấu xong á, mà nó mới vừa đặt đặt Mà thật sự lại là á, nếu giống mà như như mà non. các bạn điều chế xong mà các bạn vừa bỏ vô cái hũ da u mà đem bỏ tủ lạnh thì thực ra là đi về mà thật ra mình cũng không biết đó là kem hay da u luôn á. Nhìn thèm lắm. Hồi nãy giờ nhìn mà thèm ăn da u dễ sợ luôn. Nhìn rất là ngon và rất là hấp dẫn. Rồi cái hoạt chất Và công nghệ này là hiện tại là Nhật Bản á và Hàn Quốc á rất là ưa chuộng nha. đã ra một nền kem mà có dưỡng ẩm cực tốt luôn các bạn. Nhưng mà để mình cái sản phẩm của mình á, khi mà mình điều chế một cái số lượng lớn á, thì để sản phẩm mình được nó được bảo quản lâu hơn á, thì các bạn sử dụng thêm một cái chất bảo quản. Và ở đây thì Trung xài một cái chất bảo quản là Antimot NBS, và một trong những cái chất bảo quản của nhà Cái cung này cấp là hoàn toàn tự Nanogen nhiên luôn, một trăm phần trăm là tự của nhiên. Hàn Quốc cho các bạn. Và cái chất bảo quản này là các thành phần là tự nhiên, và đặc biệt là không có paraben nha bạn, Đúng rồi, hoàn toàn không paraben nha. đây là một cái chất bảo Mình quản là xài tự nhiên. những cái chất bảo quản á, thì các bạn nên xài những cái chất bảo quản mà không có gốc paraben, mà những cái gốc những cái chất bảo quản mà không tốt cho da mình, đặc biệt là những cái chất mà có nguồn gốc paraben, mà theo cái Bộ Y tế mình cấm á, những cái thành phần nào cấm thì mình Paraben và cũng nên những cái đọc phần cái tiếng Trung của nó là thông một tư bên. 06 của Bộ Y tế các bạn, để mình biết được những cái chất nào mà cấm á. Thì khi mà mình đọc những cái thành phần
của một cái sản phẩm nào đó thì mình biết có nếu mà xài các chất đó thì các bạn cũng mình không xài cho các bạn. Đó là như vậy. Phụ nữ của chúng ta thì rất là thích làm đẹp, nhưng mà mình đừng nghe lời ai hết, mà mình hãy tự trang bị kiến thức cho mình ha. Ví dụ như mình cầm lên hũ kem, mình nhìn vào thành phần thì mình biết được á, là những thành phần đó là nó tốt hay là nó không tốt, thì mình hãy bỏ ra số tiền để mua. Đôi khi các bạn có thể bỏ mắc hơn vài trăm ngàn, nhưng mà mua á, cái sản phẩm nó lại mang lại cái chất lượng là tốt hơn, và mình xài lại hiệu quả an toàn hơn. Và cái tỷ lệ mà của cái chất bảo quản này á, thì anh Trung cũng có thể tiết lộ cho các bạn biết là bao nhiêu phần trăm. Tại vì nếu ở nhà chúng ta làm á, để sử dụng trong tuần hoặc là trong tháng, 3 tháng á, 3 tháng là vẫn để được, nhưng mà chúng ta phải để tủ lạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta để ở phía bên ngoài như thế này nè, thì chúng ta cũng nên bỏ một ít chất bảo quản vào. Và chất bảo quản thì tầm khoảng chừng 1% là được, hoặc là 0.5% là được. Khi mà các bạn nếu mà các bạn xài mà mình điều chế với một cái dung tích mà cỡ 200 gram á thì nếu mà các bạn để tiết kiệm chi phí á, mà không cần phải mua thêm cái nguyên liệu bảo quản á Đúng rồi. thì mình nên bỏ vô cái tủ mát, và đặc biệt khi mà mình xức vô thì thực ra là y là mình đắp mặt nạ luôn các bạn, hoặc là mình dưỡng cho da mặt mình cũng cực tốt luôn, da tay da mặt đều được hết, rất là hiệu quả luôn đó. Và tùy theo những cái bạn mà mình có thể khi mà mình điều chế cái kem cho mình á, có thể là có những bạn mình không thích cái hương, và có những bạn thì thích có một cái thoang thoảng cái mùi hương nào đó, thì các bạn có thể là mình lựa chọn một cái hương nào nó an toàn cho mình, và các bạn nên cho tỷ lệ là 0.01 thôi các bạn, không không không, không cho nhiều cho các bạn, 0.01 thôi, thì để cái mùi khi mà mình mở ra cái hũ kem á nó có một cái sự đó là kích thích nhưng mà thoang thoảng đấy các bạn, vừa vừa đủ nghe thôi, không cần phải tỷ lệ cao đó. Đối với lại cái nền kem này á, thực chất là chúng ta có thể sử dụng được cho cả mặt ha, và body của mình, tay chân đồ hết ha. Nhưng mà nếu mà sử dụng cho mặt á, thì thông thường những bạn nào mà bị da nhạy cảm á, thì tốt nhất nên sử dụng những cái sản phẩm không hương. Không hương thì nó bao gồm là không hương liệu, là những cái hóa hương á, hoặc là những cái hương như là tinh dầu rồi thì không nên. Nhưng mà với cái tỷ lệ mà khoảng 0,01% á, thì những cái da nhạy cảm vẫn sử dụng được bình thường, không vấn đề gì hết. Còn đối với lại da tay, da chân á, nói chung là trừ cái cổ tới cái mặt ra thì nó rất là nhạy cảm. Còn từ cái khúc mà phía dưới cổ này nè, hay là tay chân đồ á, thì mình có thể sử dụng hương được. Nhưng mà tỷ lệ hương mình cũng cho ở mức độ vừa phải thôi. Và các bạn nên sử dụng những loại hương nào á, mà các bạn biết nguồn gốc xuất xứ là nó á, từ những cái gì ra. Chẳng hạn như hương ở đây á, là Thảo á, là nhập cũng từ Pháp luôn. Và đó là thành phần hương của hoa lily á, cái hoa mà mấy bạn biết là hồi đám cưới của hoàng tử anh hả anh, là cô dâu đã cầm đó. Để cái sản phẩm của mình được giữ lâu hơn á thì các bạn nên cho một Phu cái nhân chất bảo quản vào. Thì ở đây thì ê cái đổ chất bảo quản á, tùy theo cái chất bảo quản á có những cái tỷ lệ quy định, nhưng mà cái tỷ lệ mà chất bảo quản mình Trung đang xài á thì tỷ lệ là 0.8 cho đến 1%. Đó, nhưng mà để mình ấy thì mình xài ở cái mức thấp nhất các bạn, 0.8 là được rồi. Cái kem mình nó được bảo quản, và thứ hai nữa là nó cực an toàn. Mình rất là quan trọng đến cái vấn đề mà an toàn. Cho nên là quay từ cái khâu mà mình lựa chọn nguyên liệu cho đến là cái tỷ lệ mình cũng phải mặc dù là có những cái có những cái quy định về từng cái hoạt chất, từng cái nguyên liệu, nhưng mà mình cũng nên cân đối thì mình lựa chọn ở một cái tỷ lệ nào đó mình cảm thấy là an toàn nhất đó. Đừng vượt qua những cái tỷ lệ mà theo cái hướng dẫn của nhà cung cấp là được nha các bạn. Cái điều quan trọng để mình làm cái ra được một cái sản phẩm mà handmade á thì thứ nhất á là mình biết rõ được cái nguồn gốc của những cái nguyên liệu mà mình để điều chế ra một cái sản phẩm như thế này. Đó là điều quan trọng nhất. Còn những cái nguyên liệu mà chúng ta không rõ nguồn gốc, những nguyên liệu mà không có những cái chứng từ hợp lệ á, thì các bạn cũng
nên là không sử dụng. Đó, thì tại vì đồ rẻ mà thì nó có giá của đồ rẻ đó Ông bà là mình vậy. có câu rồi mà, tiền nào của nấy nha. Thảo thấy là ông bà già xưa của mình á nói là không bao giờ sai bất kỳ một cái câu nào hết. Hồi lúc trẻ á, thì mình chưa có nghiệm ra được hết, thì mình thấy cái này đúng cái này sai, nhưng mà càng lớn tuổi á, thì mình lại thấy là ông bà xưa của chúng ta nói câu nào cũng đúng hết. Xong rồi. Rồi cái Tí nữa Thảo sẽ viết lại khi cái mà công Trung thức á ở phía dưới cho cho các thêm bạn. một cái thành phần cuối cùng nữa là cái bảo quản vào á, thì cái sản phẩm của mình đã hoàn chỉnh rồi các bạn, đã hoàn chỉnh. Và chúng ta Và có thể để ở phía ngoài tự nhiên như thế này mà không cần phải bỏ vô tủ mát nha. Và nó cũng rất là an toàn. thực ra thì như Thảo vừa chia sẻ các bạn á, thì khi mà mình có thành phần bảo quản á thì có thể là mình bỏ ở bên ngoài, nhưng mà các bạn cũng nên là tránh những cái nơi mà có ánh nắng chiếu trực tiếp vào nha các bạn. Nắng nóng. Thì mình bảo quản cái sản phẩm mình nó kỹ á, thì cái chất lượng nó được gìn giữ, và thứ hai nữa là nó không bị ảnh hưởng đến cho mình. Đó là điều quan trọng nhất. Tại vì mình vừa xài vô mặt, vừa xài vô da, mà mình để nó không đúng nơi đúng chỗ á, thì nó lại cái sản phẩm nó lại được không được như ý nha các bạn. Với lại khi mà mình mở nắp ra mình sử dụng á, thì các bạn nên có thói quen là đậy nắp lại liền để tránh bụi bẩn bay vào ha, để mà bị nhiễm vi sinh. Thì cái này là một cái chất kem hoàn hảo rồi đó các bạn, thì nó cũng giống y như hồi nãy thôi. Đây thấy không, nhìn qua bên đây thì có vẻ khó nhìn một tí xíu ha, nếu mà nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, nó rất là đẹp luôn á. Thực ra bây giờ lúc mà mình set up được cái sản phẩm này đối với bên nhà cung cấp á, thì khi mà cái anh chị đó ra rồi mình thấy thực sự mình thấy y như dâu luôn các bạn, rất là ngon luôn, Rất là thích luôn á. rất ngon. Và thực ra khi mình điều chế từ nãy giờ các bạn cũng thấy là mình Anh cũng rất là Trung thèm chưa luôn. ăn nhưng mà lần nào anh Trung cũng nói là ngon lắm hết á. Nhưng mà nhìn rất là đẹp, vừa đẹp mà vừa an toàn nữa. Thảo thì Thảo rất thích cái đẹp nên là nhìn đẹp thôi là đã thích rồi. Có bạn nào muốn sở hữu cái chai anh Trung vừa mới làm với không? Hiện tại á, thì kem dưỡng da tay á, thì bên Thảo á, thì cũng không có bán, bên Thảo chỉ làm tặng thôi. Nhất là đối với lại những chỗ mà làm đẹp như là spa hoặc là những tiệm mà hớt tóc gội đầu rồi á, thì mấy bạn có gia công thì bên Thảo có gia công. Và đương nhiên là cái quá trình gia công á để mà bán ra thị trường thì nó khác với lại những cái gì mà chúng ta được thấy ở đây ha. Mình cũng chia sẻ là cái này là mình làm handmade Đúng rồi, để mà chỉ để sử dụng ở mình sử nhà dụng nha các thôi. bạn. Còn cái vấn đề mà để mà sản phẩm nó an toàn, nó đảm bảo được tính pháp lý, hợp lệ, mình làm nói chung là đúng pháp luật các bạn. Để ra sản phẩm ra được thị trường thì cái đòi hỏi các bạn là phải có đầy đủ nhà máy, và đặc biệt là có đầy đủ những cái thiết bị để mình sản xuất ra cái sản phẩm nó Mình có đủ, những thứ nhất máy rất là nó là vừa vệ to để sinh, sản và xuất. thứ hai nữa là nó đặc biệt là làm đúng pháp luật cho các bạn. Nó là những máy đồng hóa các bạn, nó hút oxy, hút không khí đâu ha, chứ không phải là mình làm ở ngoài không khí như thế này đâu. Nhưng mà Và thực xài vô ra cái thì này là nó đã an toàn lắm khi rồi. mà ra được một sản phẩm rồi, thực sự là mình thấy rất là y dô luôn các bạn, rất là ngon luôn, cực ngon luôn. Có thể là qua cái thiết bị điện thoại các bạn không Tại nhìn vì thấy do rõ cái ánh được. sáng nhà Thảo nó sáng quá thôi, quá sáng. Cực kỳ sáng nên là nó khó thấy, Đấy thì nhưng mà nó rất rất là là đơn giản đẹp các ha. bạn, rất đơn giản, cái hệ lạnh nó là như vậy, Nhưng mình mà chỉ có một cần. cái vấn đề vậy nè anh Trung, có nhiều bạn nói vậy nè, tại vì mình nó sử dụng những cái nguyên liệu này á, là ở Pháp không à, thì á có rất là nhiều nơi mà cung cấp nguyên liệu tại Việt Nam thì không có bán cái này, rất là hiếm những người bán những cái nguyên liệu như thế này, và có bán thì người ta bán giá đội lên rất là cao. Vậy thì tại Việt Nam có nhiều cái nguyên liệu mà có thể thay thế được, thì anh Trung có thể chia sẻ với lại mấy bạn là mình có thể thay thế bằng những loại gì không? Thì thực ra thì hiện tại ở Việt Nam mình nó cũng có rất nhiều cái đơn vị cung cấp những cái nguyên liệu mà mình để mình điều chế mỹ phẩm. Thì cái Nguyên lời liệu khuyên mà của mình phổ đó biến. thì
Thực ra thì những cái nguyên liệu đó thì nói chung á là cũng đã an toàn rồi. Quan trọng là cái đơn vị mình mua á, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ. Và đặc biệt thì tất cả những cái nguyên liệu đầu vào của mình á, thì các bạn nên có những cái chứng từ, những cái hóa đơn đầu vào để mình biết được là cái chất này nó là có nguồn gốc như thế nào. Và đặc biệt nữa là các bạn cũng phải nên là xin tất cả những cái tài liệu kỹ thuật liên quan đến cái nguyên liệu đó để mình nắm vững được cái kỹ thuật để mình làm cho nó đúng. Chứ không phải là các bạn mua về xong thì các bạn cứ không biết phải lay hoay như thế nào. Đó là cái điều quan trọng nhất mình muốn chia sẻ. Còn như Ví dụ như là polymer nè, mình có thể còn sử dụng nguyên liệu như nào Thảo mà nói bán rộng thì rãi trên thị trường? còn như Thảo nói thì có một số nguyên liệu ở đây á, thì mình có thể là mình kiếm những cái nguyên liệu có cái tính năng tương đồng. Ví dụ như có thể Cũng là hay mình cái thế nhỉ. polymer này của bên Trung Xài á, thì có thể là của bên đơn vị Cebit của Pháp, thì có thể các bạn kiếm những cái polymer ví dụ như là carbomer hay là những cái nguyên liệu mà gel á, mà để làm đặc á, thì các bạn cũng có thể thực hiện được để mình sản xuất. Chứ không phải nhất thiết là cứ phải Thí dụ là như dầu polymer thì sử thì dụng của dầu Trung gì thì phải được? làm giống Trung đó, thì các bạn có thể là tìm những cái polymer, những cái thực ra là cái đó là những cái chất làm đặc, đó là những cái chất làm đặc Đúng rồi, đó, polymer chỉ chẳng qua là để nó làm đặc thôi. đó Nếu những làm mà mình đặc. không có nó thì nó rất là lỏng, mà mình có nó vô để mà làm đặc thôi. Còn cái ví dụ như là cái nhất nhũ hóa nhưng mà Trung xài đang là hệ dầu á, thì các bạn có thể là mua những cái chất nhũ hóa, có thể là hệ nước thì Thấy nước cũng thì mình được cho vào nước nha. đó. Hệ nước thì các bạn cũng phải giống như Trung thôi. Thực ra thì hệ nước thì cái kem nó nền nước, thì Đúng mình rồi, sức cái nó nền cảm giác nước. thì nó thấm, nó khác với lại cái nền dầu. Có một số thì thực ra thì mỗi người, mỗi khách hàng đều có những cái sở thích riêng. Có những cái khách hàng, có những cái bạn hoặc là có những cái chị thích cái loại kem nền dầu, còn có những bạn hoặc là những cái những chị thích là loại kem nền nước. Nền dầu có thể là nó bóng bóng một chút, thấy nhiều lúc nó lại đẹp hơn, hoặc là các bạn các anh chị mà thích cái loại nền nước thì lại như vậy đó, thì do cái thời tiết của mình thôi, nóng thì nhiều lúc không thích mỗi người mà các bạn đó, thì mình lựa chọn thế nào mà đặc biệt đó là cái nguyên liệu của mình nó phải rõ ràng một không các bạn. Ví Và dụ như aquaxy mà các bạn kiếm không có thì các bạn có thể thế bằng vitamin E ha, vẫn được nha, đúng rồi các bạn. hoặc là vitamin B5 hay là pro vitamin B5. Còn ví dụ như là dầu của bên Thảo sử dụng này là dầu tự nhiên á mà nó không có ở Việt Nam á, thì mình có thể thay thế bằng dầu gì được anh Trung á? Như là anh là bên sản xuất thì có một vài bạn á cũng có ao ước là sử dụng Dầu những loại thì các dầu bạn đấy. thường hay nghe nói là ví dụ như là dưỡng dừa, thường người ta hay nói là dưỡng da dầu dừa, thì Dầu dừa, cũng dầu cũng cũng được, shosoba chẳng dầu dừa hạn. ba cũng được, Ừ. thì các bạn cũng có thể xài. Nhưng Các bạn có mà thể thay thế, nhưng mà nó có một cái nhược điểm như thế này. Khi mà chúng ta xài dầu dừa và dầu shosoba á, thì các bạn á sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn thôi, trong tầm 6 tháng đổ lại thì cái nền kem nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng mà bước sang tháng thứ 7 trở đi á, thì nó có một cái nhược điểm như thế này là nó bị ngả màu. Đang cái nền kem trắng như thế này ha, nó sẽ bị chuyển sang màu vàng. Thực chất là nó cũng không có gây hại gì hết, nhưng mà nó làm cho cái tính thẩm mỹ của cái nền kem nó lại không đẹp thôi. Ngày xưa Thảo cũng đã từng làm qua những cái dầu đó, và Thảo thấy rằng á, nó bị biến đổi bởi thời tiết, bởi khí hậu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm tại nhà và nguyên liệu dễ kiếm, sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng những cái dầu đó ha. Tại vì mình làm ở nhà mình cũng chẳng có bán cho ai hết và nó cũng rất là an toàn. Còn dầu dừa thì Thảo khuyên các bạn nên mua dầu dừa ép lạnh nha. Hiện tại bây giờ công nghệ của Việt Nam cũng rất là tiên tiến các bạn. Và người ta ép từ dầu dừa ra là mình ép lạnh, không phải là ép nóng nữa mà ép bằng công nghệ lạnh. Thì cái ép lạnh đó nó cũng ra một cái sản phẩm á, tương nó dần giống như là cái Lanot 99 này. Nó ra cái nền rất là trắng chứ không phải là nền vàng vàng. Và cái dầu dừa ép lạnh đó là nó cũng giá thành nó là Thảo thấy là rất là mềm, rất là rẻ, hợp với lại túi tiền của những bà nội trợ của chúng mình dưới đây. Thì mình có thể thay thế bằng những cái đó. Còn ví dụ như bảo quản, các bạn có thể không tìm được cái bảo quản của bên Thảo. Tại thật ra cái bảo quản này nó rất là mắc. Nó tầm khoảng từ 2 triệu mà người ta không có bán lẻ ha. 2 triệu một ký anh Trung. đúng Thậm rồi. chí là mình có thể mua cái giá cao hơn á, nhưng mà người ta lại không có bán lẻ, hoặc là Đúng rồi các những chỗ bạn. bán lẻ thì người ta bán rất là mắc, bán 10 ml, 5 ml mà người ta bán tới mấy trăm ngàn lận. Thì các bạn có thể thay thế
bởi những cái bảo quản. Chất bảo quản mà trong thực phẩm á thì vẫn được ha. Thì Thảo thấy bên DKSH á nó có cái chất bảo quản gì đó ha, thì em thấy là mình có thể sử dụng được trong thực phẩm ăn uống được á. Mấy bạn mà làm bánh á là chắc là biết cái chất bảo quản đó đó ha. Hiện tại thì nó vẫn là an toàn, hoặc là thôi thì mình khỏi luôn, bỏ qua cái bước bảo quản luôn các bạn, mình bỏ tủ mát mình xài cho an toàn và đỡ tốn tiền nữa. Còn về mùi hương á thì các bạn có thể mua những cái tinh dầu như là tinh dầu trà xanh nó rất là thơm, tinh dầu hương thảo thì nó gây cái kích thích tinh thần chẳng hạn, hay là tinh dầu hoa hồng. Các bạn bỏ tinh dầu thì các bạn nên bỏ một giọt là được rồi nha. Tinh dầu á thì đừng nên bỏ nhiều quá, tại vì thực chất là tinh dầu cũng gây kích ứng da khi mà ở cái nhiệt độ, khi mà đậm đặc á, tinh dầu đậm đặc nhiều á. Quá bạn. Nhưng mà chắc chắn là ở Việt Nam chắc cũng ít cái đơn vị nào mà làm tinh dầu đậm đặc lắm, chắc pha hết rồi. Tại vì tinh dầu mà đậm đặc là giá thành cao lắm. Thực ra thì mình cũng chia sẻ luôn, thì thực ra những cái nguyên liệu mà những cái hoạt chất mà dưỡng da hoặc là làm trắng á, thì tại sao các bạn thấy nhiều lúc mình xài tỷ lệ là 1%, 2%, các bạn đừng có nghĩ là cái tỷ lệ thấp cho các bạn. Thực ra là những cái đó tỷ lệ là rất là cao rồi, tỷ lệ rất là nó có cái hiệu quả rất cao rồi. Mà thực ra không phải là mình xài càng nhiều nó càng tốt nha các bạn, xài càng nhiều nhiều lúc là nó lại phản tác dụng. Hoạt chất thì các bạn nên sử dụng ở một tỷ lệ vừa phải theo nghiên cứu thôi. Sử dụng tỷ lệ mà nhiều quá thì nó sẽ gây bít nghẽn lỗ chân lông và dẫn tới gây mụn ha. Rồi nó thấm nè các bạn thấy không? Nó thấm đã ghê không? Và sau khi xức xong mình thấy cái tay mình bóng không? Nhưng mà thật ra không hề nhớt một tí nào hết. Không hề nhớt. À, đừng cái thì... Mình xức xong một đêm ngủ dậy là nó dai như là sống lại luôn á. Thích lắm. Thực ra thì các bạn khi mà các bạn điều chế thích ra được một cái chất á mà có sự kết hợp giữa Awashi với lại glycerin á thì nó hiệu quả nó đến tăng lên 30% nha các bạn. Hydrat cho hóa của mình nè. Là nó cái chất này nó nếu mà mình xài glycerin không á thì nó vẫn chữ ngẫm, nhưng mà nó lại không có cái được cái hiệu quả là khi mà mình kết hợp với Awashi. Thì mà mình khi mà bạn mà ra một thành phẩm rồi các bạn thức lên da, các bạn cảm nhận được là cực mịn luôn, cực mịn cho da luôn nha các bạn. À, chưa nói là da của mình á là nó sẽ trẻ đi nữa. Nó sẽ trẻ đi á, da thì thường mấy bạn hay thích là da trắng, nhưng mà thực chất á theo như Thảo nghiên cứu thì Thảo thấy rằng á da khỏe là da sẽ đẹp, và khi nó khỏe là từ từ nó sẽ sáng lên nữa. Cứ khỏe là đẹp thôi, và những cái nếp nhăn đồ trên da nó cũng hạn chế. Và khi mà da khỏe là chúng ta sẽ tránh được những hiện tượng như là mụn nè, tàn nhang, đồi mồi, mình sẽ hạn chế được sự lão hóa của da ha. Thực ra thì khi mà mình sử dụng Awashi á là một trong những cái nguyên liệu thực sự thì nó rất là mắc, rất là đắt. Ở Việt Nam thì giờ mình làm ở nhà thì mình thấy vitamin E thôi. Mình có thể là thay thế một cái nguyên liệu nó cũng có cái chức năng là dưỡng ẩm cho da mình á, và đặc biệt là nó nuôi dưỡng cho da mình á. Ví dụ như là các bạn nghe thì thường là vitamin E thì cũng là rất là nhiều. Không, vitamin E thật sự tốt. Đặc biệt là vitamin E thì thậm chí là bây giờ người ta đã điều chế ra cái thuốc uống của các bạn, vitamin E thì các bạn uống là nó để nó cho da mình đẹp hơn á, đó là như vậy. Anh Trung nói thuốc uống Thảo mới nhớ vậy nè, những cái viên vitamin E mà giống như là trong cái viên dầu cá á các bạn. Các bạn mua cái đó về bỏ vô đây sử dụng vẫn được nha, chứ không có cần phải đi mua nguyên liệu vitamin A để làm gì. Mấy cái viên dầu cá mà vitamin E nó giống như viên dầu cá á, là các bạn bỏ vô vẫn được. Nhưng mà nếu không có thì các bạn cũng chỉ cần là nước, glycerin, carbumer, như vậy là đủ. Nhưng mà khi mà các bạn làm hệ lạnh, các bạn nên nhớ một cái thôi. Các bạn hỏi cái người mà bán mỹ phẩm cho mình và nguyên liệu đó mình có thể làm ở hệ lạnh hay không. Và có một cái tiết lộ nhỏ như thế này, đó là tại vì hệ lạnh cũng là mới thôi, nên là sẽ có một vài bạn không biết. Nên là khi mà các bạn quyết định mua và đến đó thấy cái cạc bu mơ đó thì cũng cần có mấy giây thôi, các bạn lấy điện thoại qua và các bạn bấm cái tên thương mại của nó ra. Và những cái trang web nổi tiếng, nhất là những trang web nước ngoài hoặc là trang web Việt Nam mà người ta bán nguyên liệu, người ta đều có ghi ở trong đó là sử dụng được cho hệ lạnh hay hệ nóng. Tại vì những bạn mà bán hàng thì thường là ít được đào tạo về kiến thức này, nên đôi khi mà mình hỏi mà mình tin tưởng 100% thì cũng không nên. Nói chung thì người bán nguyên liệu thì lúc nào người bán thì cũng mong là bán được nhiều. Thì nhưng mà thì các bạn mua thì các bạn cũng nên hỏi kỹ, hỏi rõ. Để thứ nhất là mình mua về mình có thể là mình sản xuất được, chứ không phải là mình mua về mình để tồn kho nha các bạn.
Và đặc biệt thì cái điều quan trọng để mình làm cái handmade đó thì quan trọng đầu tiên đó là các bạn phải tìm cái nhà cung cấp hoặc là Cửa hàng thôi, anh Trung một nói cái đơn nhà cung vị cấp nào lớn đó quá, cửa hàng là bán mình nguyên liệu mỹ cung phẩm. cấp cái nguyên liệu đó, nó phải nhất là an toàn trước, và đặc biệt nữa là nó cái nguyên liệu nó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, để thứ nhất đó là thì mình xài quan trọng là trước tiên đó, mình điều chế sản phẩm ra thì thực ra thì là cái người 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 thân của mình xài trước đó, chứ không phải là mình và người thân mình xài, cho nên là các bạn điều chế thì các bạn chỉ cần nhớ cái điều đó thì đó là ưu tiên nhất cho các bạn. Thì cũng tối lắm rồi, Thảo thấy là cũng trễ lắm rồi, hồi nãy giờ hai bé Thảo cứ chạy lên chạy xuống nên là Thảo cũng xin chào tạm biệt mọi người ha. Có thể là ngày mai nếu mà tầm khoảng 9 giờ mà Thảo với anh Trung sắp xếp được thì Thảo với anh Trung sẽ lên hướng dẫn các bạn điều chế sữa tắm để mà chúng ta có thể tắm ở nhà, và sữa tắm đó là những sữa tắm không có gốc sun phát nhưng mà vẫn có bọt để mà mình tắm giống như những cái sữa tắm bình thường của mình á. Tuy nhiên sữa tắm đó làm từ những nguyên liệu mà không có sun phát và các bạn cũng có thể tự điều chế ở nhà được. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon nha. Xin Và chào các tí bạn. nữa Thảo sẽ ghi lại tất cả các công thức cũng như là cách làm và những sản phẩm có thể thay thế nếu mà các bạn không mua được những nguyên liệu này. Bye bye, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon. Bye bye, Wow. mommy. Chào các bạn.